chúng ta sẽ gặp gỡ với hai đội trưởng của chúng ta. Đội trưởng của đội Hai Phượng, cho nên là anh đã mời đến đây một người phụ nữ cũng mạnh mẽ, cũng cá tính, cũng xinh đẹp không kém gì nhân vật Hai Phượng thiệt trong phim. Hãy cùng gặp gỡ với đội trưởng Hai Phượng, diễn viên Đào Vân Anh. Hey. Năm chị em của đội Hai Phượng, hãy tinh thần một cách mạnh mẽ xem nào. 1, 2, 3. Tự nhiên đội trưởng ra cái có khác. Chưa nãy mấy bạn này yếu đuối lắm, ra mà thấy chào dễ thương vậy nè. Là thấy cái bông phượng chân giống Hai Phượng. Giờ có đội trưởng vô khác liền. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi các em. Bên đây đội trưởng ta mạnh mẽ vậy, bên đây anh cũng sẽ giới thiệu cho các em nhân vật dạng có nhiều năm sau, rất là dễ thương. Hãy cùng cho đó nghệ sĩ ưu tú Quang Thăng. Chào anh. Xin chào đại nghĩa. Chào tất cả quý vị khán giả. Mình muốn thể hiện cái mắt biếc mà chưa biết được mắt biếc nó thế nào. Em vừa mới giới thiệu anh giống như là nhân vật ngạn của nhiều năm sau đó. Thì nhân vật ngạn trong phim mọi người cũng biết, một chàng thư sinh thanh mảnh dễ thương. Cái tưởng tượng đi, nhiều năm sau là đây. Cũng mạnh mẽ, cũng phạm vỡ, cũng cốt phát mà duyên dáng như anh Quang Thắng vậy. Bây giờ năm anh em, đây bên kia người ta làm cái ghêu, cái làm rần rần rần. Còn bây giờ mình phải làm sao cho nó đúng với cái tên và cái tinh thần của đội mình. Em nói có sai không anh? Em vừa mới nhắc tức thì xong. Mà em nói thiệt, hồi nãy bên kia Dân Anh còn có thằng em chạy theo, ít ra còn được có người an ủi, đúng không? Còn giờ một mình anh là cô đơn luôn. Mấy đứa em nó xa lánh anh luôn vậy đó. Anh không hiểu lý do gì mà mình là đội trưởng mà ba người đàn em mình chạy mất cả dép. Để lại một mình đội trưởng đứng đây bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược như này. Làm như sợ anh gì đâu không biết nữa. Phạm Thị Kim Huệ, anh ơi, đây là đáp án anh lựa chọn hay đứa em nào đẩy anh vô vậy? Không phải, cái này thì anh có chơi với Huệ. Anh biết luôn hả? Anh biết là bạn này là hoa hậu của làng bóng chuyền. Và anh đã có rất là nhiều kỷ niệm với bạn Huệ này. Anh đứng chụp ảnh với bạn ấy và anh nói với người chụp ảnh là đừng lấy chân, bởi vì anh đứng trên hè, còn bạn ấy đứng ở dưới đường. Mà anh đứng tới đâu của bạn ấy? Anh đứng thì tới lỗ tai đến tai.